Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, tình hình mưa lớn ở miền Trung liên tục được dự đoán cực đoan khi tổng lượng mưa các ngày từ 13 đến 15 có nơi sẽ lên đến 700 mm. Người dân từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam cần chủ động ứng phó với thiên tai phức tạp, trong đó thì hàng nghìn học sinh đã được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn. Cụ thể, trong ngày hôm nay, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh ngập sâu, sạt lở. Để đảm bảo an toàn, Công an huyện Kỳ Anh đã yêu cầu người dân và phương tiện không lưu thông qua các tuyến đường này. Tỉnh Quảng Bình cũng đã thành lập và kích hoạt lực lượng xung kích ứng phó mưa lũ tại chỗ cấp cơ sở. Theo thống kê, huyện Minh Hóa có 70 điểm nguy cơ bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét nguy hiểm. Khoảng gần 2.000 người dân nằm trong diện di rời nếu mưa lớn, lũ quét kéo dài. Trong khi đó, nhiều khu vực vùng trũng ở tỉnh Quảng Trị cũng đã bị ngập lụt cục bộ. Riêng tại huyện Hải Lăng, địa phương thấp nhất của tỉnh, một số tuyến đường liên thôn, liên xóm đã bị ngập sâu, nên trong ngày hôm nay hơn 2.000 học sinh không thể đến trường. Để ứng phó với mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã phát thông báo yêu cầu các trường trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 13 tháng 10. Chính quyền địa phương đã tổ chức chặn một số đoạn đường ngập sâu, đảm bảo an toàn cho người dân. Do mưa lớn kéo dài nên chiều nay tại km 905 600 thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng đã bị sạt lở ta luy dương, khiến cho hàng trăm khối đất đá tràn xuống đường đèo, ách tắc giao thông. Đất đá từ núi ào xuống, kéo theo các khung sắt gia cố ta luy dương tại vị trí này cũng bị đổ sập, lấp mặt đường, gây tắc đường hoàn toàn. Đây cũng chính là điểm đã xảy ra sạt lở do mưa bão năm 2022. Hiện lực lượng chức năng đã điều động phương tiện chuyên dụng đến tại hiện trường sạt lở. Các phương tiện trên quốc lộ 1 theo hướng Đà Nẵng Huế và ngược lại tạm ngừng lưu thông qua đèo Hải Vân và được phân luồng đi qua hầm đường bộ Hải Vân. Thưa quý vị, tại tuyến đường dẫn lên đèo Hải Vân, lực lượng chức năng đã tiến hành thiết lập hai chốt chặn cứng như thế này và tất cả các phương tiện thì đều bị cấm không cho lưu thông qua đèo. Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp phối hợp với công an phường Hòa Hiệp Bắc bố trí lực lượng tổ chức phân luồng, không cho người và phương tiện lên đèo. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức chốt chặn, không cho phương tiện lên đèo từ phía bắc. Phía công an phường phối hợp với trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp cùng với lực lượng của nhân viên công ty đèo cả phối hợp chốt chặn tại chân đèo Hải Vân, hướng dẫn cho các xe phương tiện là không qua đèo. Mình yêu cầu quay đầu xe hoặc là đi vào hầm để đảm bảo an toàn. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa triển khai khắc phục sạt lở do mưa lớn kéo dài. Các tổ chốt chặn được duy trì 24/24 để hướng dẫn, cảnh báo phương tiện. Người dân và phương tiện cần cập nhật thông tin thời tiết để có hướng di chuyển an toàn. Tin an ninh trật tự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hòa Bình về địa phương tiêu thụ, bắt giữ hai đối tượng. Ngoài lượng lớn ma túy, lực lượng công an còn thu giữ hai khẩu súng quân dụng, 61 viên đạn cùng nhiều tăng vật có liên quan. Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ đối tượng Lê Huy Đại, trú tại xã Hợp Thắng về hành vi mua bán trái phép 345 viên hồng phiến. Mở rộng vụ án, đến ngày 12 tháng 10, lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Đồng, trú tại tỉnh Hòa Bình, là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho Đại về bán tại Thanh Hóa. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đồng, lực lượng Công an thu giữ khoảng 1.500 viên hồng phiến, một bánh heroin đã được chia nhỏ, hai khẩu súng quân dụng, 61 viên đạn và hơn 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác như là dao, kiếm các loại. Gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, 16 đối tượng trú tại huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố Phủ Lý khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Các đối tượng khai do có mâu thuẫn nên ngày 24 tháng 9 đã tập hợp thành nhóm, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹp pô, rú còi, rượt đuổi nhau trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, mục đích là gây rối trật tự công cộng và để thị uy giữa các nhóm đối tượng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng rồi trốn truy nã, Nguyễn Minh Mẫn là nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam chi nhánh tại Quảng Ngãi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ. Theo điều tra, Mẫn đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng để các bị hại tin tưởng đưa tiền cho mình vay mượn. Để tạo lòng tin, thời gian đầu đối tượng trả tiền lãi và tiền gốc đầy đủ. Tuy nhiên sau đó đối tượng đã đưa ra những gói đáo hạn không có thật để tiếp tục huy động vốn rồi chiếm đoạt, bỏ trốn khỏi địa phương. Hàng chục người dân đã tố cáo Mẫn lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Bản tin nhanh tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.